Chị xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị theo dõi bài phân tích bình luận của tác giả Trần Hiếu Trân. Còn đảng còn mình, tham nhũng ở Việt Nam là con đẻ của chế độ. Khi phân tích khẩu hiệu của công an Việt Nam còn đảng còn mình, từ lâu ông Đoàn Hưng Quốc, chủ nhiệm ban việc học tại trường Đại học Victoria, Úc châu, đã chỉ ra hai cái sai cơ bản về nguyên tắc tổ chức xã hội ở Việt Nam. Thứ nhất, nó trái hẳn với bản chất của công an vốn ở quốc gia nào cũng có trước hết để bảo vệ luật pháp bảo vệ trật tự xã hội và bảo vệ dân chúng có lẽ không có ở đâu trừ các nước độc tài công an lại tự đồng nhất với đảng cầm quyền và tuyên bố thẳng thừng là chỉ biết còn đảng còn mình như vậy cái sai thứ hai, khẩu hiệu ấy trái hẳn với bản chất của dân chủ vốn được xây dựng trên tính chất độc lập của truyền thông, tư pháp, quân đội và công an. Riêng về công an, trong một xã hội dân chủ phải được đặt dưới sự kiểm soát của các viên chức dân cử chứ không phải bất cứ một đảng phái nào. Tham nhũng như nấm sau mưa. Nhưng thôi, nói chuyện dân chủ với thể chế toàn trị thì thật hoài công. Sở dĩ nhắc lại hai cái sai cơ bản về nguyên tắc tổ chức xã hội nói trên để bổ sung thêm một cái sai thứ ba nghiêm trọng không kém, đó là phong trào chống tham nhũng tiêu cực không giống ai ở Việt Nam hiện nay. Cái thể chế chính là nguyên nhân dẫn đến cái việc các quan chức trong chính quyền mặc sức trục lợi và từ đấy tham nhũng ở Việt Nam nở rộ như rừng nấm mọc sau mưa. Từ đấy có thể suy ra, việc chống tham nhũng trong một thể chế độc tài toàn trị là hoàn toàn bất khả. Mới đây nhất, tiến sĩ Phạm Quý Thọ vừa có bài phân tích khá đầy đủ về mối tương quan giữa trục lợi và tham nhũng trong chế độ toàn trị qua bài Quan chức trục lợi phơi bày tính chất nghiêm trọng suy thoái chính trị trên đài Á Châu Tự Do ngày 9 tháng 7 năm 2022. Trong muôn vàng các kiểu và đối tượng trục lợi thì hành vi trục lợi của quan chức là tồi tệ nhất, luôn dẫn đến tham nhũng nghĩa là lợi dụng chức vụ quyền hạn nhằm trực tiếp hay gián tiếp chiếm đoạt tài sản của người khác thực trạng tham nhũng đang phơi bày tính chất suy thoái nghiêm trọng tư tưởng đạo đức lối sống của quan chức thay vì thực thi bổn phận chức trách việc tuân thủ luật pháp chính sách nhà nước các quan chức lại vi phạm lạm quyền để vụ lợi trong 10 năm, giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2022, phòng chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam có hơn 19.546 vụ trên 33.868 bị can đã bị khởi tố điều tra, phần lớn về các tội tham nhũng chức vụ kinh tế. Trong đó có 170 cán bộ cấp cao diện trung ương quản lý, có 33 ủy viên, nguyên ủy viên trung ương, hơn 50 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Ngày 12 tháng 7 năm 2022, mới đây, Tòa án quân sự quân khu 7 mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án buôn lậu nhận hối lộ tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép. 11 người bị truy tố tội nhận hối lộ, trong đó có Đại tá Phạm Văn Trên, cựu chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh, Thượng tá Nguyễn Văn Hùng, cựu đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu trường Long Hòa tỉnh Trà Vinh, ông Lê Văn Phương, cựu phó trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Trà Vinh. Từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021, Phan Thanh Hữu, giám đốc của một công ty trách nhiệm hữu hạn cùng với đồng phạm buôn lậu gần 200 triệu lít xăng, trị giá khoảng 2.900 tỷ đồng. Từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 12 năm 2020, Hữu đã chuyển cho Hùng tổng cộng 5 tỷ đồng, trong đó Hữu chi hối lộ giúp Hùng gần 1,7 tỷ đồng, gồm ông Trên 1 tỷ, ông Phương 360 triệu. Như vậy, tổng số tiền Nguyễn Văn Hùng nhận hối lộ của Phan Thanh Hữu từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 12 năm 2020 là 8 tỷ đồng. Từ số tiền đã chuyển giúp cho những người khác, cá nhân Hùng được hưởng 6,3 tỷ đồng. Trước đó, ngày 11 tháng 7 năm 2022, Bộ Công an vừa kết thúc điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố Bùi Trung Kiên sinh năm 1980 nguyên cán bộ phòng 6 cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ và buôn lậu C03 truy tố về cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong vụ án này, đáng chú ý là đường đi của khoản tiền môi giới hối lộ 1,5 triệu đô la Mỹ. Theo kết luận điều tra năm 2021, Nguyễn Minh Quân, Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức, bị Bộ Công an điều tra về hành vi có dấu hiệu vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Thủ Đức. Sợ bị bắt, ông Quân nhờ ông Kiên giúp đỡ lo lót để không bị xử lý. Ông Kiên nhận lời và yêu cầu ông Quân đưa chi phí ban đầu 700.000 đô la. Ông Quân đã đưa đủ số tiền này. Sau đó ông Quân nhờ ông Kiên lo giúp luôn cho ông Nguyễn Văn Lợi, giám đốc một công ty được trúng nhiều gói thầu tại bệnh viện Thủ Đức không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ông Kiên yêu cầu ông Quân đưa tiếp 1,5 triệu đô la. Tổng cộng ông Kiên đã nhận của Quân 2,2 triệu đô la. Còn cái thể chế ấy là còn tham nhũng. Mặc dù tình trạng tham nhũng tại Việt Nam đã được đánh giá cải thiện hơn 30 bậc trong thập niên qua trên chỉ số nhận thức về tham nhũng, nhưng Việt Nam vẫn bị xếp ở vị trí thứ 87 trên 180 quốc gia bị xếp hạng. Theo Bloomberg, lò chống tham nhũng có vẻ như được thổi bùng lên tại khi Việt Nam đang tìm cách củng cố sức hấp dẫn của mình như một điểm đến cho đầu tư nước ngoài. Phát biểu của người đứng đầu Đảng Cộng sản được đưa ra trong bối cảnh Việt Nam tăng cường bắt giữ các cán bộ cấp cao, bao gồm cả Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh và Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Phạm Công Tạc và hàng loạt các tướng tá thuộc lực lượng cảnh sát biển. Ông Trọng cũng yêu cầu các cơ quan chức năng phải kiểm soát hiệu quả tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn, đẩy mạnh công tác giáo dục tuyên truyền góp phần đẩy mạnh công tác chống tham nhũng để củng cố niềm tin của nhân dân ông trọng còn ra chỉ thị phải bác bỏ luận điệu sai trái của các thế lực xấu thù địch chống đối cho rằng đấu tranh phòng chống tham nhũng xử lý cán bộ đảng viên sai phạm là đấu đá nội bộ phe cánh vụ xét xử các tướng lĩnh cảnh sát biển và bộ đội biên phòng là vụ án mới nhất trong chiến dịch chống tham nhũng hiện nay. Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam hôm 30 tháng 6 nói rằng đã có hơn 7.000 đảng viên bị kỷ luật vì tham nhũng trong 10 năm qua và nhắc lại rằng không có vùng cấm, không có ngoại lệ khi tệ nạn này là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của chế độ. Tuy nhiên, theo nhận định của các nhà quan sát, chiến dịch được gọi là đốt lò của ông Trọng, phần nhiều là nhằm để thanh trừng nội bộ các phe phái trong đảng Cộng sản. Cứ thử nhìn vào phong trào diệt tham nhũng hiện nay cho thấy, từ hàng bộ trưởng tới thứ trưởng, tướng công an, tướng trong quân đội, đô đốc hải quân, tổng giám đốc các ngân hàng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân, huyện ủy, xã ủy đều bị tù, bị mất chức, cho thấy hệ thống cầm quyền tại Việt Nam đã ung thư, đã thối rửa như thế nào. Trong nước, đạo đức suy đồi thối nát không nói, mà lại che giấu bằng cách dùng uyển ngữ là biến chất. Cổ nhân có câu, nhà dột từ nóc dột xuống. Đất nước loạn ly không phải tại dân trước mà chỉ vì vua thì u mê ám chướng, quan lại thì tham ô vơ vét. Một đất nước mà vua anh minh trăm quan liêm chính thì đất nước ấy làm sao mà loạn ly được. Ngoài ra, đất nước lụn bại là vì không có nhân tài hoặc có nhân tài mà không biết sử dụng. Khi có nhân tài thì đất nước phát triển và ngẩng mặt lên với năm châu bốn biển. Ngày xưa, Đào Duy Từ không được Chúa Trịnh trọng dụng bèn vào Nam. Chúa Nguyễn biết đây là kỳ tài cho nên đã mở nghiệp lớn ở phương Nam. Ngày nay, Đảng Cộng sản Việt Nam nắm quyền thì cử đảng viên của mình vào những cái chức vụ quan trọng trong chính quyền. Thậm chí bổ nhiệm thẩm phán tối cao cũng phải lựa người cùng với lập trường của đảng mình. Thế nhưng, đưa bọn con ông cháu cha thái tử đảng vô tài bất tướng vào những cái chức vụ quan trọng trong chính quyền thì chúng sẽ phá nát đất nước là chuyện đương nhiên. Hai vụ án lớn nhất hiện nay, việc á và cục lãnh sự đều đánh vào hai lĩnh vực đặc biệt nhạy cảm, sức khỏe cộng đồng và phúc lợi. Các trường hợp tham nhũng khác phát triển mạnh trong không gian âm u nơi các quan chức nhà nước và những người có vốn tư nhân tranh thủ chia sẻ lợi nhuận bất hợp pháp thông qua thao túng cổ phiếu, chuyển đổi đất nông nghiệp sang mục đích sử dụng thương mại hoặc hoàn vốn cho các hợp đồng mua sắm. Vụ bê bối gian lận vé máy bay và hồi hương trực tiếp khai thác nỗi sợ hãi do đại dịch gây ra của những công dân bình thường. Thật là quá dã man. Khi hai bộ trưởng và một thứ trưởng đã kích hoạt kế hoạch bộ thử nghiệm COVID bị tức quyền đảng viên đảng Cộng sản là một tin lớn và dân chúng hoan hỷ. Cũng không mấy ai cảm thấy thương cảm cho vị thứ trưởng Bộ Ngoại giao, thay vì đảm nhận vị trí đại sứ tại Nhật Bản lại phải ngồi bóc lịch ngày 8 tháng 7 năm 2022, dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị, Ban bí thư đã họp xem xét những vấn đề nổi bật của đất nước 6 tháng đầu năm 2022, đồng thời tề ra nhiệm vụ cho thời gian tới. Bộ Chính trị yêu cầu đẩy nhanh tiến độ điều tra truy tố xét xử các vụ án, nhất là vụ Việt Á FLC Tân Hoàng Minh, vụ án tại Cục Lãnh sự, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC. Trước đấy, hơn nửa năm, ngày 20 tháng Giêng năm 2022, tại Hà Nội, cũng các ban chỉ đạo ấy đã tiến hành họp phiên thứ 21 nhằm kiểm điểm đánh giá kết quả hoạt động năm 2021 và cho ý kiến về chương trình công tác năm 2022. Tại cuộc họp, lời hô hào của ông Trọng phải tập trung chỉ đạo xử lý các vụ án, chỉ là sự báo trước lời kêu gọi hơn nửa năm sau đó. Thực tế này minh chứng cho việc sờ đâu cũng thấy tham nhũng, mà thực chất là việc thừa nhận công khai sự thất bại của các chiến dịch đốt lò. Đấy là sự thất bại được báo trước, bởi vì ông Trọng đã chẩn đoán sai từ gốc căn nguyên của con bệnh Việt Nam. Ban chỉ đạo chẩn đoán cán bộ tham nhũng vì họ suy thoái đạo đức, tham lam, mất đi cái chất cách mạng. Cách chống tham nhũng bằng đức trị này đã bị nhiều ý kiến trong xã hội phản đối cho là lạc hướng. Từ bên ngoài nhìn vào, các nhà quan sát quốc tế đều coi tham nhũng ở Việt Nam mang tính thể chế là sản phẩm của chính sách tổ chức nhà nước, quyền lực quá nhiều dành cho đảng Cộng sản mà không có tam quyền phân lập, báo chí tự do để giám sát. Tóm lại, tham nhũng ở Việt Nam là con đẻ của chế độ, còn đảng, còn mình. Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình phát sóng trên kênh Tâm Thức Việt TTV. Hẹn gặp lại quý vị trong những bài bình luận sau.